ngày 30 tháng 1, đồng chí Phạm Văn Đạt, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thăm và tặng quà các gia đình chính sách, bệnh binh Nguyễn Đức Hạnh và thương binh Cao Thái V, xã Kiên Thọ. Tại các gia đình, đồng chí phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chúc các gia đình đón một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc, đồng thời bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới những cống hiến hy sinh của các thế hệ cha anh trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, gia đình luôn là tấm gương sáng trong đời sống, lao động, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở để các thế hệ con cháu noi theo. Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tập trung tạo mọi điều kiện tốt nhất để nhân dân đón Tết, đặc biệt là các gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã thăm và tặng quà, chúc Tết cán bộ nhân viên Trung tâm chăm sóc phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực miền núi.